Em chào cả nhà nhé. Hôm nay em mời cả nhà cùng em ăn cá lóc đồng kho, tiêu và ớt và cá lóc đồng hấp với bắp cải trắng đó cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng em ăn nhé. Cá lóc hấp với bắp cải ngon cả nhà. Rồi có cá quá trời ngon. Ô, cả nhà giờ mấy con này ngon. Ngon quá. Ngon lắm cả nhà. Lâu lâu quá em gái mới có cá lóc bự. Ngon quá cả nhà ơi. Cái nước này ngon nè cả nhà. Nước đó mình hấp bắp cải với nước cá với gia vị á. Ngon lắm. Hôm nay em gái có cá lóc đồng ở cái nhà, cái em đem về nhà cái em mua thêm bắp cải, em sẽ hấp hấp với cá lóc đồng hấp với bắp cải ngon thì cái nhà cái dĩa quá ngon luôn. Ở đây thì cá lóc mình sẽ tiêu với ớt, rồi có thêm trứng trứng lộn gì trứng trứng gà luộc thấm với mấy ớt. Giờ mời cái nhà cùng em ăn cơm thì chúc cả nhà một ngày vui vẻ ăn cơm ngon miệng bên gia đình nha. Giờ mình ăn thôi. Lâu với rồi mới được cá lóc bự nó hấp với cải ngon cả nhà. Chua. Cái cá này phải nhậu tôi nữa không? Quá ngon luôn. Ngon lắm. Trắng mình với nước mắm làm. Lâu rồi mới quẩy nhà. Ngon quá cái nhà. Thịt cá mì không mất bụng nước ngon quá. Quá trời ngon. Cái giò cá nó cũng ngon thế nhỉ. Bếm. Cái lóc đồng này á bự mà mình hấp cái nhà ăn nó mềm. Nước mắm quá ngon. Bữa nay tóc em giảm xả. Cả nhà giờ mấy cái khối cá này
mình lấy cái đuôi đó nhỉ. Cái hai con. Ngon quá cả nhà. Cái nước ngon quá cả nhà. Cái lắp đồng ở lúc nào nó cũng mềm mại ngon hết cả nhà. Hôm nay có một thịt lợn cũng ngon quá nè cả nhà. Con bự. Con bự quá trời ngon luôn cả nhà. Cái này em có nồi chanh nha, muối ớt. Cảm ơn cả nhà. Nước ngon quá. Quá xuất sắc. Quá trời ngon, quá trời ngon luôn cả nhà. Công nhận cái món ăn cá đồng mà mình hấp á, với bắp cải này ngon quá trời cả nhà. Cá lóc á, nếu mà cả nhà thấy những món ăn của Dương Dở quay lóc á, đơn giản mà mộc mạc và đáng yêu á, mà ngon á, cả nhà nhớ xem ủng hộ chia thì nhớ đăng ký kênh và tay cho Dương Dở quay lóc một like nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem video tiếp theo cả nhà ơi. Hẹn video tiếp theo, bye bye cả nhà.